Hövendorf là người được gọi tên. Mất đi vị trí của Dorf, Pina chỉ kịp thời hạ gục được cái bóng của anh chàng Phoenix thôi. Nhưng lần này thì là điểm ưu chính xác dành cho vị trí của Pina, không những một mà là hai. Pina muốn hướng đến con số 3. Layla liệu có chắc được hay không đây? Đáp án là quá chắc chắn từ Layla. Jinko nhìn thấy được cái tên đáp rồi, vẫn tiếp tục đối thủ Jinko. Cả hai cũng đang ở trong trạng thái yếu máu. Quá đơn giản cho Pina tại khu vực thân vật đầy BMP mà thì khó. Một cầu Odin không thể đổi nhiều được. Và đó là mạng tiếp theo, nhưng Dorf cũng đã về tới nơi. Dorf không chịu được. Nhất thống cố gắng mang lực lượng của mình về, sẽ là kịp nhưng sau lưng lại có địch. Crush đã về, double kill và triple tổng cộng về Crush. Họ đang phải liền vào kết trước đã, trông đạt khá đau. Nhưng đây là buffet của đội Zico. Người cuối cùng cũng đã tới, đó là triple kill trên Ninh Ninh. Vậy ta farm được 3 điểm của chiều cuối. EV bắt đầu đẩy vào từ bộ đôi bên phía của team Zico, bắt đầu với một điểm kill cho mình rồi. Pina không vượt qua được cái tên Ninh Ninh, sau đó đáp trả tiếp tục là thành công tới vị trí của Ninh Ninh. Trước khi nằm xuống vẫn gõ thêm cái đầu của Nhất Thống. 1-3. Đáp liên tục của những động thái spam vào vị trí của Dorf nhưng không có ý đạn nào là chính xác cả. Thậm chí bị trả lại một vài những cái lượng sát thương khiến anh chàng này phải rút lui. Arbus cũng đã có mặt tại khu vực AB rồi, một vài những con dao bắt đầu được trả ra thêm cả những tiêu đô để quét vào khu vực short nữa. Một kill, triple kill dành cho vị trí của Arbus, một kill nữa dành cho vị trí của Crush. Pina cần phải làm rất nhiều. Tiểu gục nữa, Ninh Ninh sẽ có drone ở trong pha này. Nhìn thấy hai người, Crush có mạng của Nhất Thống, đưa đồng đội vào double kill Crush. Và hai người còn lại đang ở phía bên ngoài của vực Amen. 81 HP là quá nhiều, và đây sẽ là retake thành công dành cho bên phía đội của Zico. Match boy của Zico. Matchboy thì tôi nghĩ là khả năng phòng thủ của Amazon thì Riot sẽ không phải là cao đâu. Xe rip một quả nết được trả tốt tới từ vị trí của Nhất Thống này. Nhưng Layla có được cho mình một điểm kill rồi, Thống cũng có thêm cho mình một điểm kill nữa. Nhưng tất cả chỉ để đạp nền cho một tình huống highlight cho Lobotin của tôi. Hai điểm kill cho Lobotin. Và bạch Wingman cũng bắt đầu vào sai và đặt spy hướng thẳng về khu vực bên. Nhưng bây giờ nhiệm vụ của bên phía đội Xico sẽ là không cho đối phương tiếp cận những khẩu súng lớn. Pina hạ gục được Crush thì đây sẽ một điểm trừ quá lớn và Crush hoàn toàn không phản kháng, nhưng bắn sau lưng thì là khó. BMV đổi mạng đã trực diện bay vào tìm kiếm. Ninh Ninh có một mạng nhưng sau đó anh ta đã gục xuống. 2v3 đến từ bên phía đội hình của Black. Bam, họ vẫn còn đủ đồ. Đại spy được hạ xuống là nhờ Wingman. Lutin sẽ tìm được bao nhiêu mạng trong pha này đây? Bộ đôi bên phía Bam đang bò. Dorf có được cái đầu của Lutin. Double kill cho Dorf. Và người cuối cùng thì có vẻ như đã lộ. Rush ăn choáng. Quad kill cho Dorf. 6-2 của Bam. Just come to party và bay nhảy là hay tới từ Nhất Thống. Một cái nến sinh nhật được gửi đến cho bộ đôi Arbus cũng như là Ninh. Giờ thì Lumutin cũng không còn tin vào chính mình nữa rồi. Người thương đang chạy ra bên ngoài. Nhưng Thống bảo cũng chỉ đến thế thôi mà tôi. Triple kill cho Nhất Thống trong round thi đấu mà. Hỏa lực không phải là một yếu tố ảnh. Và ai sẽ chúc mừng sinh nhật đây? Đám đã lộ mình cầm Judge. Vậy ta không có mạng nào cả. Tower B được chiếm, triple kill cho Ninh Ninh. Hy vọng của bên phía đội Zico bây giờ mới tỏa sáng. 19 HP còn lại, kêu gọi thêm một lúc tin tới. Albus đã về. Quad kill của Ninh Ninh. Round thi đấu chiến thắng thứ 3 của Zico. Nhưng đáp vẫn đang tiếp tục là sủi được khu vực đi đâu. Nhưng người tới hỗ trợ là Cross lại phải đầm. Hết dành cho các thành viên bên phía của Zico. Tỷ số chung cuộc của chúng ta sẽ là 13-3. Biết rồi, làm nốt anh biết rồi. Anh vừa hạ gục được Dorf, một trong những người cầm tài nguyên quan trọng nhất đến từ bàn đã không còn. Layla làm đôi, triple kill cho Layla với việc máy ta quẩy phía bên dưới khu vực tunnel. Itzy cũng bắt đầu được ném nhưng không ảnh hưởng về ai. Thrust cũng đã kích hoạt rồi. Arbus có hai. Thrust hướng thẳng về khu vực main nhưng Arbus đang liên tục thể hiện kỹ năng của mình và không cần đến Thrust. Kỹ năng chạy bắn từ vị trí của Ninh Ninh. Anh chàng này có được một vạ nhưng sau đó thì Dorf có hai. Có những người đang cố gắng gỡ spy, đó chính là một con Wingman. Yufit hiện màu xanh liên tục và chúng ta chỉ còn lại một mình vị trí của Layla thôi. Đối đầu cùng với Crush trong tình huống này, Layla không vượt qua được Crush. Nhưng thật trả thêm luôn là một phần nộ. Nhưng vị trí đã lộ thì Layla nhìn thấy 8 viên là đủ cho Layla có mạng. Thậm chí là có thể là không cần nhất thống pha vào rồi luôn cơ. Ninh Ninh có một, nhưng liệu kịp hay không đây? Hủy diệt hoàn toàn là những gì mà chúng ta có thể nói về cách mà Bam được tấn công. Hỗ trợ Layla, ít gì được trả ra. Vít tìm thấy được vị trí của Ninh Ninh, một quả flash bước qua làm choáng được một người rồi. Thay vì rút Spectre thì lại là rút Frenzy và làm một cái highlight. Đội Zico, anh Vít tận dụng yếu choáng, đọc hạ cũng được Crush. 3v2, bên phía đội hình 3 muốn gỡ luôn. Zico không được quyền chờ, họ phải băng qua bằng mọi giá. Đọc 3 cũng được Ninh Ninh và người cuối cùng không được rồi. Đã bị quẩy triple kill của Đọc và đây là chiến thắng 13-8 của Big Bam.
cuối cùng thì mọi thứ cũng đã kết thúc với một chiến thắng dành cho Big Bam. Anh không nghe.